Chung kết AFC Cup 2022, Ansip lên ngôi châu Á. Ansip đã đánh bại chủ nhà KLZ với tỷ số cách biệt 3-0. Câu lạc bộ CLB, Ansip được xem là tuyển Oman thu nhỏ đã chơi chiến thuật quái để lên ngôi ngay trên sân của đối phương. Kuala Lumpur City, KLZ tại Bukit Jalil đêm ngày 22 tháng 10. Có lẽ huấn luyện viên Ilistan của Ansip đã copy chiến thuật của nhà cầm quân đội tuyển Oman Branko Ivankovic. Chiến thuật quái của Oman cũng từng thành công ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, khi đó họ đánh bại Nhật Bản 1-0 ở bảng B, ngay trên đất Nhật. Cho quái, chiến thuật quái đó là gì? Đó là những tình huống cố định, thường là phạt góc, tận dụng chiều cao, cân nặng vượt hẳn đối thủ. Họ đã đứng tạo nên bức tường che chắn, cản bước thủ môn và hậu vệ đối phương rồi đưa bóng bổng vào sát mặt cầu môn. Sau đó, cầu thủ cao to của họ bật cao đánh đầu trong vòng vây và hàng rào mà họ tạo để phong tỏa sự tranh chấp của đối phương. Với chiêu này, tuyển Nhật đã khóc ròng và chịu thua Oman ở lượt đi. Tuyển Oman cũng áp dụng chiêu tương tự trong trận thắng Việt Nam 3-1 ở lượt đi trên sân nhà của họ cũng từ tình huống phạt góc. Những bàn thắng như thế thường gây tranh cãi vì cản tầm hoạt động của đối phương trong vùng cấm của thủ môn. Đó là sự thách thức ranh giới giữa phạm lỗi và không phạm lỗi. Oman vận dụng rất khéo điều này. Thậm chí những bàn thắng được Oman hoàn thành như thế thì tổ VAR luôn khuyên trọng tài trên sân dừng trận đấu và tham khảo lại VAR. Tối ngày 22 tháng 10, huấn luyện viên Ilistan của câu lạc bộ Ansip đã chơi chiêu này và thắng KLC 3-0 để lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi vô địch giải đấu. Ba bàn thắng do công Alien Busadi phút 22, Abdullah Zid Mubali phút 37 và Muhsin Al Ghassani chốt 3-0 phút 69. Có chút tiếc nuối cho KLC khi đầu trận họ có những cơ hội tốt. Trong đó có tình huống Zahia đối mặt cận thành thủ môn của Ansip nhưng dứt điểm ra ngoài. Tuy nhiên, những gì diễn tiến trên sân cho thấy Ansip đồng đều, sắc sảo và quái hơn. KLC là đội bóng trung bình của Malaysia, cầu thủ nội ít chất lượng, nhưng huấn luyện viên Bojan Hodak biết liệu cơm gắp mắm nên họ vào đến chung kết AFC. Đó là một thành tích đáng tự hào. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam cũng tham dự giải này là Viettel bị chính KLC loại ở bán kết khu vực Đông Nam Á ngay trên sân Thống Nhất khi thua Luân Liêu 5-6 sau 120 phút hòa không bàn thắng.